Hi, xin chào quý vị và các bạn. Và trong video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị một cái bài thuốc và cũng như là cái công dụng trị các bệnh như là tiểu đường này, rồi cái như là tiểu đường, rồi tự cái cỏ mực đây này, tiểu đường rồi đấy là điều trị bằng cây cỏ mực đây như là lương huyết này, nó có công dụng là lương huyết, chỉ huyết, bổ can thận, chữa các chứng như huyết nhiệt nè, ho ra máu rồi, nôn mửa ra máu, đại tiện ra máu, đi dĩa ra máu ấy, tiểu tiện ra máu, chảy máu cam. Chảy máu cam là do huyết nhiệt ấy, huyết nhiệt thì nó nóng quá, huyết máu mình nó nóng quá thì nó chảy máu cam. Đây này, cái này này. Đấy, cái đấy. Và cái như là chảy máu dưới da, băng huyết, rong huyết và râu tóc bạc sớm. Răng lợi sưng đau. Thì ở đây cách dùng ấy thì liều dùng ấy thì quý vị dùng từ 20 g, 20 g khô sắc uống. Quý vị sắc uống, còn tư thì ví dụ quý vị dùng 30 g đến 50 g nha. Giả vắt lấy nước uống và bả thì đắp vào vết thương ấy. Vết thương như là ví dụ quý vị như là bị đắp vào vết thương như là mấy cái mục nhọt rồi ấy. Mục nhọt rồi là quý vị giả đắp ra bên ngoài. Đó. Trị giả đắp đắp lên cái vết thương như mục nhọt, mục đồ đó, nó trị mục nhọt rồi á. Thì để trị được nè, lương huyết, chỉ huyết, bổ can thận, chữa các chứng huyết nhiệt, ho ra máu, nôn mửa ra máu. Đi ỉa ra máu, đi đái ra máu, nói đơn giản dân dã, chảy máu cam, chảy máu dưới da, băng huyết, rong huyết, râu tóc bạc sớm và trị tiểu đường. Thì quý vị lấy cho tôi là 50 g cải tươi về nấu nước uống thay nước hàng ngày, nấu như nước trà á, nấu uống thay nước hàng ngày. Và nếu như mà dùng mà cái như trị về tiểu đường thì quý vị cũng vậy, cũng cứ nấu thì uống thay nước hàng ngày, không cần phải xét nấu gì hết. Còn quý vị xét thì quý vị cũng có thể xét là ví dụ như đổ 5 chén vô xét còn một chén uống sáng trưa chiều, uống 3 lần trong ngày, hoặc là quý vị nấu đổ vô 1 lít rưỡi nước xét còn 1 lít nước uống từ sáng tới chiều hết là được đấy. Vì đấy là công dụng của cái cây cỏ mực rất là hay. Và nó đặc biệt nó còn trị được suy thận mãn tính, nó vẫn chữa được nha quý vị nha. Suy thận mãn tính nó vẫn chữa được. Chỉ cần một loại cây cỏ mực thôi. Cách nhận biết thì quý vị đây. Đây quý vị quan sát này, cái cây cỏ mực luôn luôn là nó có hoa, nó dạng như thế này. Và khi nó đã ra trái cây đây, nó không có ra trái tôi tìm nát hết. Ở đây có 2 cây này. Đó. Đây nữa này. Thì đây ra trái thì cái chỗ đây này, chính ngay chỗ đấy ở đây này, nó là cục 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 màu xanh. Đây có mực, đây 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 đây, đây trái nó đây. Cách dễ nhận biết nhất là cái trái nó đây, đây này, trái nó có dạng như thế này, đây này, không có cái cây gì mà cái trái kiểu đây hết á. Đấy, chỉ cây có mực nó mới cái trái kiểu đây đó, cái thân nó như thế này đây đó, cây có mực cái trái nó mới có cái dạng trái kiểu đây nha. Và đây là cái bo hoa của nó, hoa của nó luôn là màu trắng đó. Đấy, vì thấy không, đấy là cây cỏ mực và công dụng của nó. Ngày hôm nay tôi cũng chưa chia sẻ cho quý vị. Thì liều lượng trị để trị trị suy thận mãn tính thì quý vị cũng uống theo cái liều lượng y như vậy luôn, 50 g tư và 30 g khô, 20 g khô, 2 đến 30 g khô, còn tư thì cái như 50 g, và là sắc nấu uống hàng ngày, thay nước hàng ngày. Như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip sau. Và nếu yêu mến tôi đừng quên đăng ký kênh của tôi cũng như là chia sẻ cho nhiều người cùng xem, cùng biết đến video của tôi hơn, để tôi có thêm động lực để tôi làm những video khác cho quý vị các bạn xem. Và sau video tôi luôn luôn có một câu nói rằng là tôi không khuyến khích ai dùng theo cách của tôi hết, nhưng quý vị không còn phương pháp nào khác, hãy áp dụng theo cách của tôi. Bye bye.